Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Vietsolar. Thì ở đây thì mình đang có những cái bảng mạch LED và những cái viên pin lithium chống chai của những cái mẫu đèn pha JD 8825, 8840, 8860, 8800 và 8200 với tương đương với những công suất là 25W, 40W, 60W, 100W và 200W. Thì bên Vietsolar có nhập những cái linh kiện này về để sửa chữa và thay thế cho những khách hàng nào hỏng hoặc là để bảo hành cho khách. Nhưng mà những cái trường hợp rất ít xảy ra thì Vietsolar đã lấy ra một ý tưởng là hướng dẫn các bạn chế những cái bóng tích điện để chúng ta sử dụng trong nhà mỗi khi mất điện, hoặc là những cái bác mà bán hàng ở chợ thì sử dụng rất là tiện lợi với giá rất là rẻ, rất phải chăng. Và cái bảng giá sẽ được công bố cuối video. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái bóng tích điện với công suất 60W và một viên pin với dung lượng là 16.000mAh. Thì các bạn, đầu tiên các bạn cần có một cái bảng nhựa giống như mình ở đây nhé. Các bạn có thể mua ở cửa hàng đồ điện, nó có rất nhiều cái lỗ này đấy, để các bạn có thể bạn những con ốc này gắn chặt trên cái bảng này để cho nó chắc chắn, để chúng ta tiện di chuyển. Ok, bây giờ thì mình sẽ gắn cái con ốc này vào trong những cái bảng mạch này nhé. Rồi, rất là chắc chắn. Tiếp theo, cái viên pin này thì nó có hai cái thanh sắt này, thì chúng ta có thể vặn ốc vào để ghi chặt hai thanh sắt này xuống, giữ được pin cố định. Đây mình sẽ vặn vào nhé. Rồi, rất là chắc. Tiếp tục cái này. Ok, thì chúng ta đã gắn chặt được cái bảng mạch và cái viên pin này vào trong cái bảng điện này rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành hàn dây điện nối pin và cái bảng mạch này các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng cái kéo này để cuốn dây điện. Các bạn lưu ý là cắt một đoạn ngắn thôi, đủ để tiếp xúc. Ok, dây đỏ là dây dương và dây đen là dây âm các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ dùng kìm hàn đúng vào nhựa thông nhé, phủ một cái lớp làm sạch dây điện đây. Làm sạch dây điện để tiếp xúc tốt hơn. Sau đó chúng ta dùng thiếc để phủ một cái lớp trên dây điện, phủ cho nó bóng, khi thấy môi hàn tròn bóng là được các bạn nhé. Khi chúng ta phủ này thì tiếp điện sẽ tốt hơn và hàn sẽ rất là dễ bám môi hàn. Ok, thì các bạn có thể thấy trên cái bảng mạch này có chữ ly cộng và ly trừ, tức là thể hiện ở viên pin lithium. Đấy, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ cho cái đầu âm này vào trước các bạn nhé. Đúng, thêm chi tiết. Ok, đã bắt chặt. Tiếp theo đấy, chúng ta lại cho đầu dương vào. Ok, vừa rồi mình hướng dẫn các bạn hàn dây từ viên pin lithium tới bảng mạch. Thì bây giờ chúng ta sẽ hàn thêm một cái dây đầu vào để lạc pin cho đèn nữa các bạn nhé. Đây thì mình sẽ hàn cái dây này, cũng của nhà cung cấp JD cung cấp cho mình linh kiện. Tiếp tục mình cũng hàn tương tự
mình dùng kim hàn. Đấy, để phủ một cái lớp nhựa thông lên đây. Tiếp theo, các bạn có thể thấy chữ PV cộng PV trừ, tức là đầu dương và đầu âm. Bây giờ mình sẽ hàn cái đầu dương trước nhé các bạn nhé. Ok, đã chặt. Tiếp theo là đầu âm. Vừa rồi thì Việt Số Lát mới hướng dẫn các bạn xong cách ráp một chiếc đèn tích điện dựa trên những cái linh kiện của chiếc đèn pha LED năng lượng mặt trời mà shop mình Việt Số Lát đang cung cấp. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra đầu vào và đầu ra của chiếc đèn này xem ổn định không các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bật đồng hồ đo lên nhé. Mình sẽ đo đầu vào của pin này là 3,3V. Ok, đã là thông mạch. Tiếp theo thì bây giờ các bạn muốn sạc pin cho đèn thì mình sẽ dùng một cái sạc của nhà cung cấp JD Solar cung cấp với đầu ra là 4,2V 2A. Đấy, mình sẽ cắm vào đây nhé các bạn nhé, chắc được cái này, cắm vào đây và mình sẽ cắm điện. Trên cái sạc rất hay, trên cái sạc nó sẽ báo đèn đỏ các bạn nhé, đèn đỏ này. Khi mà đèn xanh ấy thì sẽ đèn này sẽ đầy. Sở dĩ mình hướng dẫn các bạn ráp cái bộ đèn tích điện như này là bởi vì cái linh kiện nó rất là tốt. Cái đèn tích điện này có thể hoạt động, nếu mà đèn đầy ấy, có thể hoạt động được liên tục 12 tiếng trên một đêm các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thử đo cái đầu vào xem nào của cái sạc vào pin. Đầu vào của pin là 4,1V. Bây giờ thì cái sạc này nó đang sạc điện cho đèn. Đấy, khi mà đã ráp xong bộ đèn rồi thì chiếc đèn này còn có kèm theo cả điều khiển nữa các bạn nhé. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng điều khiển này. Nút on là bật, nút off là tắt các bạn nhé. Nút on này, mình sẽ bật thử này. On này. Đấy, nút off là tắt này, tắt đi. Và nút tăng độ sáng, giảm độ sáng 50%. Nút hẹn giờ 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ. Ok, khi mà ráp xong cái bộ đèn tích điện này rồi thì mình sẽ dùng cái keo lến này để làm gọn cái dây điện lại các bạn nhé. Đây, mình sẽ dính vào đây, rất là gọn, không lủng lẳng cái dây nữa. Rất là chắc chắn và đẹp đúng không các bạn? Đấy, khi mà nó khô rồi nó rất là chắc chắn. Thì mình sẽ test cái độ sáng của chiếc đèn tích điện 60W này để các bạn có thể dễ hình dung về độ sáng của nó bao phủ như thế nào nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tắt cái điện ở trong phòng đi để test thử cái độ sáng của chiếc đèn tích điện này, các bạn có thể hình dung thêm nhé, rõ thêm. Ok, bây giờ mình sẽ tắt điện này. Đấy, phòng rất là tối đúng không? Mình sẽ bật lên này. Đây, độ sáng rất là cao, các bạn có thể thấy đẹp trên đây. Phòng của mình rơi vào khoảng 25m². Đấy, độ sáng cao ổn định, có thể dùng liên tục 12 tiếng trong một đêm. Ở cái bảng mạch này thì các bạn có thể thấy nó có trái một cái lớp chống nước nên là không sợ độ ẩm gì ở ngoài trời cả các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tăng thử, bật cái đèn lên và tăng thử độ sáng nhé. Mình sẽ tăng thử độ sáng này. Đấy, phải nháy hai lần sẽ nhận lại. Đấy, các bạn có thể nhìn lại một lần nữa. Xong. Xin chào kim chúng ta, để xin chào chúng ta treo cao nhé. Đấy, ở thứ nhất, toàn bộ phòng độ rộng rất bao quát và dịu mắt, không hề bị chói mắt các bạn nhé.
để có thể sử dụng liên tiếp 10-12 tiếng trên một đêm, rất hữu ích và tiện lợi. À, khi mà chúng ta soi thẳng xuống đất này, đó, rất là sáng, đó, rõ ràng, rất ok. Sở dĩ thì Vietsolar hướng dẫn ráp những cái bộ đèn tích điện này là muốn các bạn dễ dàng tiếp cận và sở hữu cho mình những chiếc đèn tích điện có hiệu suất cao, dung lượng pin lớn với giá rất dễ tiếp cận với mọi gia đình của Việt Nam. Dễ dàng lắp đặt chỉ trong vòng 5 phút thôi. Chúng ta có thể mua linh kiện về, lắp đặt, ráp lại và tặng những người thân của mình như là bố mẹ hay anh chị bán hàng ở chợ hay kiosk, rất là tiện ích. Và Vietsolar tin rằng những người thân của chúng ta sẽ rất vui vì những món quà hữu ích như vậy. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh của Vietsolar để đón xem những video sắp tới giới thiệu những cái mẫu đèn LED năng lượng mặt trời mới của hãng Vietsolar được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Vietsolar. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.